Cô xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là thứ tư mình sẽ trở lại nick của anh Thuận ở server 394. Thì nói chung là mình sẽ vào nick này để show nhanh một tí xíu về những cái mốc nạp ngày hôm nay thôi. Thì trước khi vào video thì thương mại tiếp nha mọi người. Thì nếu như hôm nay là có mốc nạp xu của ngày thứ tư và cả mốc tích lũy nữa, nói chung là các bạn nạp 1 ăn 2 ấy. Thành ra là nếu như mà bạn nào đang cần nạp mốc, hay là các bạn cần tìm nick kênh Nimobi, hay là cần bán hộ, hay là cần thanh lý, nói chung là những cái mà Cú đã nói ở những video trước thôi, tức là mua bán, thanh lý, giao dịch trung gian, nạp mốc và cài thuê những cái event, thì các bạn liên hệ trực tiếp với Cú qua Zalo để mình có thể tư vấn cho các bạn dễ dàng hơn ha. Thì bây giờ là chúng ta sẽ bước vào show mốc. Thì hiện tại là anh đã lên level 48. Thì như những video trước mà Cú đã nói với các bạn, đó chính là anh Thuận sẽ biết lên level 50 và sau đó thì mới giữ ở level 50 và ép nha các bạn. Thì bây giờ lực chiến ở level 48 là 490k, còn khi lên 50 như thế nào thì mình sẽ show cho các bạn xem sao. Có nhiều bạn nói là tại sao không để 4x mặc dù đã dùng thủ thuật chòm rồi. Nhưng mà riêng về Cú ấy thì nói chung là Cú cũng không biết nữa, nhưng mà Cú chỉ nhận được những cái câu trả lời của anh ấy là level 41 không đẹp thì lên level 50 chơi cho nó sướng thôi, để mát hết những cái vụ kiện. Kèm với đó là cũng không lo lắng về cái phần chờn sao là sẽ bị pick hay là này kia các kiểu. Nói chung là nó có rất là nhiều cái thuận lợi ở level 50. Mặc dù Cú biết là level 40 nó sẽ đẹp hơn nha các bạn, nhưng mà mỗi người mỗi tính thôi. Cho nên là cái đó là một trong những cái chia sẻ đầu tiên của Cú. Thì bây giờ là mình sẽ show mốc nạp ngày hôm nay. Thì nói chung là sáng lo buồn ngủ quá không có lên làm nhận được cho các bạn, cho nên là bây giờ show ngược lại ha. Thì khi sáng là mình nạp cho anh Thuận là mốc 50k, 100k và 500k và cả mốc 2 triệu nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lại từ đâu. Mốc 500k thì các bạn 50k thì các bạn sẽ nhận được 120 xu khóa nè. Ôi được mẹ nó điên nữa rồi. Sorry các bạn nha, không có xu khóa ngày hôm nay nha. Mốc 50k thì các bạn sẽ nhận được 120 cái đá cường hóa. Nói chung thì ở cái mốc này các bạn có thể sử dụng được đối với những bạn xe cũ đó, server cũ đó chính là xu lương thực, khí hồn 500 và ép mật lệnh 200 điểm, và kèm với đó là đá chúc phúc 8 viên. Và mốc 100k thì cũng tương tự là xu nè các bạn, và nhẫn và khí hồn là 1k. Thì nói chung đây là những cái mốc bình thường mà các bạn thường nạp thôi, và được bộ đá 8 luôn các bạn. Bây giờ nó khuyến mãi nhiều phết nhờ, 100k mà được hẳn bộ đá 8 luôn các bạn. Còn mốc 500k thì mọi người sẽ nhận được là 5.000 xu, kèm với đó là 2 Venus cộng 3, 2 hạnh phúc cộng 3, nhẫn kim cương 3 cái. Và các bạn sẽ nhận được 13 mảnh rắn. Mảnh rắn thì hiện tại bây giờ là con gà nó cũng chịu cho các bạn ra nhiều cái event ấy, để mọi người full ấy. Tại vì rồng và cả vượng hoàng thì khá là dễ rồi. Và 50 cái đá hồn và ép mật lệ là 1.200 nha các bạn. Và mốc 1 triệu thì nó cũng như vậy đây, 10.000 xu, Venus và hạnh phúc. Nói chung là cái mốc ngày hôm nay nó sẽ thiên về những bạn mà để cho mà những bạn úp về cái hồn sao ấy mọi người. Thật sự nha, đây như là đá hồn nè, rồi ép mật lệnh, rồi đá chúc phúc. Nói chung là những cái rất là quen thuộc thôi. Mốc 2 triệu thì hôm nay khá là bèo. Thì các bạn cũng biết đi, con gà nó đâu có ngu đâu các bạn. Nó đã cho mọi người ăn thêm cái mốc quà tích lũy rồi, thì chắc chắn là quà của chính nó sẽ viết lại một tí xíu nha. Thì ở đây mốc 2 triệu là các bạn nhận được 2 kim cương cộng 2, 2 bộ đá khảm level 10, 30 cái túi hoạt lực và 30 cái túi quà tăng cấp hình, 24 cái đá chúc phúc và 200 cái đá hồn và 3.000 ép mật lệnh nha mọi người. Và ở đây thì Cú sẽ cho các bạn xem mốc quà tích lũy đây. Ôi trời, mình đang quay video mà cái nhà kế bên đang cưa cây chứ các bạn. Thôi mọi người chịu khó nghe đi nha, chứ bây giờ mình làm biến quay lại quá các bạn. Thì đây là cái mốc quà tích lũy, nạp tích lũy. Nạp tích lũy là các bạn có thể nạp nhiều mốc nhỏ như là 20, 50, 500, 1 triệu, 2 triệu cộng lại. Và tích lũy được bao nhiêu xu thì các bạn sẽ ăn mốc quà tới bao nhiêu xu. Còn khi nó quy định các bạn là nạp đúng mốc 500 xu, đúng mốc 1.000 xu, đúng mốc 10.000 xu, đúng mốc 20.000 xu, thì các bạn phải nạp chuẩn cho Cú, không có tính dồn nha. Và nạp mốc nào ăn mốc đó. Ví dụ các bạn nạp mốc 20.000 xu, các bạn chỉ nhận được mốc 20.000 xu, các bạn sẽ không nhận được mốc 10.000 xu, 5.000 xu. Cái này thì chắc chắn là rất là nhiều các bạn biết rồi, nhưng mà tại sao Cú nói lại thì Cú nói lại cho những bạn chưa biết luôn. Sẵn mình quay ha. Tích lũy này thì nó sẽ rơi vào từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 28. 26 là hôm nay và 27 là ngày mai. 28 tức là thứ tư, thứ năm và thứ sáu thôi. Các bạn đừng chờ đến thứ bảy nha, thứ bảy là sẽ mất đi, là các bạn sẽ công cốc ấy. Thì mốc quà tích lũy ở đây thì các bạn cũng thấy là đa số nó sẽ rơi vào những cái
như là úp hồn sao thôi các bạn, hồn sao bóng tối nè, rồi hồn sao, nói chung là tất cả hồn sao nó rất là khôn luôn. Tại vì bây giờ những cái bạn mà top ở server cũ các kiểu ấy thì những cái thứ thông thường như nhẫn này kia các kiểu thì đa số là đã full rồi. Cho nên là ôi trời, đang giao dịch mà ông ban nữa. Ai đây? Ông Doanh. Đây là chủ nick của level 70 nha các bạn. Đợi em 10 phút. Rồi ok. Đây các bạn, móc quà tích lũy ngày hôm nay thì nói chung là cũng đa số khá là nhiều. Đây, biết vậy khi nãy mình đợi cái nick của ổng nạp mình show luôn cho các bạn xem dễ nha. Thì bây giờ là Cú đã nhận được tới móc 25.000 xu rồi đây mọi người. Móc 50.000 xu thì nói chung là nó có tới 5 triệu vàng, 12 viên đá chúc phúc level 4 và 500 cái hồn sao và mảnh sao bóng tối nữa. Thì cái này anh Thuận có nạp nốt hay không thì mình cũng không rõ nha các bạn. Nhưng mà Cú nghĩ là ảnh đi đến 50% rồi thì dễ gì mà ảnh bỏ qua cái móc cuối cùng này. Thì để xem như thế nào. Đấy các bạn thấy không, không cần post Facebook nhưng mà xui cho ảnh là mình đang quay video nha các bạn. Toàn rồi. Ok thì Cú cũng đã show xong cho mọi người xem về móc nạp ngày hôm nay. Thì bây giờ là mình sẽ ré sang một cái nick level 2x mà khi tối mình vật vã vào lúc 12 giờ đêm để lấy nó về. Và hiện tại thì nói chung là cũng khá may mắn khi mà có một anh khách đã ủng hộ mình rồi. Thì bây giờ Cú sẽ sàng qua bên đó để quay kỷ niệm luôn nha các bạn. Đây thì phần tiếp theo video thì Cú sẽ đến với một con gà ở server 600 là gà siêu đặc biệt. Thì đây là một con nick level 28 mà hồi tối Cú rất là vật vả khi mà bị kèo chồng. Tức là Cú sẽ phải giải quyết cho các bạn chủ một ít là tống gà một ít đó đi. Và sau đó là bạn anh ấy sẽ bù tiền để lấy con 2x này. Và nói chung là rất là mệt mỏi với cái kèo này. Và Cú quyết định là Cú tu khi tối luôn. Mặc dù là Cú cũng không biết là anh kia có lấy hay không, nhưng mà mình rất là chơi đánh liều một Cú nha các bạn. Nói chung thì ở trong cái game này đôi khi chúng ta phải mạo hiểm một tí xíu, chứ là chúng ta phải chịu chi một tí xíu và chịu chơi. Nói chung là như vậy. Còn riêng về các bạn như thế nào thì mình không biết. Thì đối với Cú khi mà thu một con nít thì chắc chắn là mình phải tìm được đường ra. Hoặc là nói tìm đường ra thì nó nghe hơi là cao siêu. Nhưng mà nếu như mà thật sự không có đường ra và trong thời gian giao thì mình vẫn phải giữ được vốn ban đầu mình bỏ ra. Chả có thằng nào làm mà muốn lỗ cả các bạn. Chỉ có thằng xạo mới đảm bảo là nói là tu không lời, tu lỗ, tu này kia các kiểu thôi. Thật sự đối với Cú thì lâu lâu Cú vẫn xả một hai nick cho mọi người là chuyện rất là bình thường nha. Tức là lỗ một ai trăm ấy, còn bình thường thì bán vẫn lời. Còn những nick nào mà ế quá thì ok, xả cho các bạn giá mềm cho các bạn dễ chơi. Để những kèo sao các bạn ủng hộ Cú là chuyện rất là bình thường. Còn con ạc nào mà cũng úp lên lỗ, 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 lỗ là nói chung là xạo. Chả thằng nào khùng mà đi làm ngồi không, ngồi nói chết mẹ luôn. Ngồi inbox, ngồi show các kiểu mà bán con ạc lỗ không lời cả. Chủ yếu là lời ít hay lời nhiều thôi. Thì cái này là Cú rất là rõ ràng. Bởi vậy có nhiều anh em là sợ mình ăn tiền hay là này kia. Còn rất nhiều anh em rất là thoải mái. Nhiều khi họ còn cho thêm nữa. Thì vấn đề này đối với Cú rất là bình thường. Tuy là nó hơi tế nhị thật, nhưng mà đối với Cú thì mọi thứ nó lúc nào cũng phải rõ ràng. Chả ai kinh doanh, chả ai mà muốn mình lỗ cả. Cho nên là đừng bao giờ mở miệng ra mà làm vì đam mê. Làm mà ôi bán lỗ lỗ, lúc nào cũng lỗ thì chả biết làm hoài để làm gì nữa. Trong khi đó thì bỏ đi, nếu lỗ thì chuyển sang cái khác làm ha. Thì bây giờ là mình sẽ show nhanh nick này cho các bạn xem. Thì chủ yếu là làm kỷ niệm nick này luôn, sẵn tiện làm hết. Thì đây là con 28 ở server 600 mà Cú mới tu vừa tối ngày hôm qua. Và hôm nay thì nói chung là rất may mắn khi mà anh khách vẫn ủng hộ Cú con nick này. Thành ra là mình không phải ôm lại và phải đi rao các kiểu nha các bạn. Thì nick này hiện tại là lực chiến 207k và nick này không có đụng chầm sao nha các bạn, lực chiến gốc. Để không thôi bây giờ các bạn có một cái tư tưởng là nick nào lực chiến cao là đều bung chồm và bung chồm cả. Thì nick này hiện tại các bạn cũng thấy là 2VNX cộng 7, 1 hạnh phúc cộng 7 và 1 hạnh phúc cộng 6. Về phần vũ khí của nó thì chúng ta có wow búa, super karaoke và wow thượng cổ, super lưu gạch, super sấm sét, super pháo nha các bạn. Và cả cây super xe hơi chưa gia hạn luôn. Nến này thì nói chung ở server 600 như thế này là rất ok. Thì hiện tại chúng ta vẫn còn xài nón thường là hộ giáp 60 và kèm với đó là áo áo đuôi cá mập. Cú không biết tại sao mà các bạn lại thích cái mặt này đến như vậy luôn. Riêng bản thân Cú rất là khó chịu, nó y như là mùi đó các bạn. Mà không biết ai cũng lắp hết trơn ấy, thật là bất ngờ nha. Về vàng ngọc thì nick này không đầu tư cho mình một bộ cam mà chỉ là những viên tím bình thường nha các bạn. Về vàng bét thì hiện tại là Phượng Hoàng level 70 nè, rồng 70
và Hu 70 các kiểu. Bây giờ là cú tranh thủ cú show cho các bạn xem nhanh thôi. Tại vì đây là một cái nick ấy, khi mà bán rồi là mọi quyền quyết định đều là chủ nick, họ có muốn show hay không là quyền của họ. Nhưng trong thời gian này là trong thời gian cú đang thay đổi thông tin và mình vẫn còn là chủ nick, cho nên là mình có quyền show. Thứ nhất là làm kỷ niệm cho chủ cũ, thứ hai là để giao lưu với các bạn, cho nên là việc này sẽ không bị ảnh hưởng nha. Còn về sau hôm nay khi về tay chủ mới thì anh ấy có muốn show nick mình hay không, hay là muốn làm gì thì làm. Nói chung là quyền quyết định là tùy vào chủ nick. Rồi tiếp tục là đá chúc phúc thì vũ khí 12, nón 12, áo 12 và trợ thủ là level 11. Đá cảm nick này thì các bạn cũng thấy là có các đá 13, 12 và cả hai viên 11 luôn. Thì cái này là chơi theo một cái kiểu giống như cú đó, chứ là dồn lên hết, những cái nào cao thì cao, còn những cái nào thì thấp lè tè, rồi chúng ta tập trung nâng những cái thấp lên. Thì nói chung đây là một trong những cái cách chơi của tùy theo mỗi người thôi, tính ra thì nó cũng y chang thôi các bạn. Vật tổ nick này thì full 30 rồi nha mọi người. Thần khí thì hiện tại là 6.5 thôi. Và tiếp tục là cái phần thám hiểm danh trại thì hiện tại là max level 50. Thì đó, ok, cú chỉ sơ qua ngắn gọn, nhanh xúc tích luôn. Còn về phần đạo cụ thì ở đây chúng ta các bạn cũng thấy đá giác vàng là 8.800 nè, 8.700 và 6.000 thì rất là nhiều. Thì cái phần này các bạn vừa chơi vừa cài thêm thì rất là ok ha. Thì bây giờ là cú cũng sẽ kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Bây giờ thì mình phải chuyển sang để nạp cho anh Danh thôi, không thôi là ổng réo cháy máy nha các bạn. Thì cú xin chào các bạn và hẹn mọi người ở video sau. Và sẽ... nói chung là mình sẽ lên nhiều cái video chiến đấu các kiểu ha. Thì hôm nay bạn nào cần nạp mốc, cần giao dịch trung gian, cần mua bán đít thì liên hệ với mình qua Zalo nhé.